đối với vấn đề tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai dịch bệnh gây ra. Đây là một trong những vấn đề quan trọng cấp bách được các đại biểu dành thời gian tập trung thảo luận, kiến nghị và được đông đảo cử tri đặc biệt quan tâm. Nhận thức rõ cái tính chất quan trọng của nhiệm vụ này, nên ngay sau khi thiên tai xảy ra, bên cạnh việc tập trung mọi nỗ lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ khẩn cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai việc xác định, thống kê cái nhu cầu thiệt hại cũng như cái nhu cầu hỗ trợ của các địa phương và hướng dẫn người dân kê khai thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời. Trước mắt đã hỗ trợ kịp thời về cây, con giống, vật tư và kinh phí để giúp người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành địa phương xây dựng phương án khôi phục khẩn cấp thiệt hại do thiên tai xảy ra trong sản xuất nông nghiệp và khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông năm 2020 và vụ đông xuân năm 2020-21. Trong đó, tập trung triển khai ngay 5 cái giải pháp trước mắt. Một là đảm bảo cái nguồn giống đủ phẩm chất để sản xuất vụ đông muộn năm 20 và vụ đông xuân năm 20-21. Thứ hai là cải tạo đồng ruộng, trả lại mặt bằng sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trên diện tích đã bị bồi lấp. Vấn đề này, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng các cái phương án, các cái kế hoạch, những cái và có cái hỗ trợ về cái đơn giá đối với có hai cái loại đơn giá những cái vùng bị bồi lấp vừa phải thì 19 triệu trên một hecta, loại có là khó khăn hơn là 35 triệu trên một hecta. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề xuất Ủy ban là hỗ trợ bằng cơ chế tỉnh 30, huyện 70, nhưng tất cả cũng một cái nguồn từ cái ngân sách trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai. Vấn đề này sau này Ủy ban tỉnh sẽ bàn và sẽ ra cái chủ trương là hỗ trợ 100%, tuy nhiên cái tiền trung ương hỗ trợ thì có thể bằng cái kênh hỗ trợ trực tiếp từ tỉnh về hoặc đưa về cho huyện, rồi huyện sẽ trực tiếp hỗ trợ bằng hai cái đơn giá như vậy để cải tạo cái đồng ruộng, trả lại cái mặt bằng cho sản xuất. Những cái vùng bồi lấp sâu quá thì phải có cái kế hoạch để chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng, không thể trồng lúa trở lại được thì phải chuyển đổi cái cơ cấu cái cây trồng hợp lý hơn. Vấn đề thứ ba là sửa chữa cái hạ tầng thủy lợi cấp thiết kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2020-21. Vấn đề thứ tư là phải đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân các vùng bị thiệt hại do mưa lũ. Cái vấn đề cấp nước sinh hoạt hiện nay rất là khó khăn, mà đặc biệt là các đại biểu cũng rất là quan tâm và cử tri cũng rất là cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay. Đối với cái giải pháp cấp nước thì trước hết là Ủy ban tỉnh đã giao cái nhiệm vụ cho Sở Xây dựng nhập lập cái nhiệm vụ quy hoạch cái nguồn mạng lưới nước sạch nông thôn vào cái quy hoạch nguồn nước trữ lượng và mạng lưới cấp nước và tích hợp vào cái quy hoạch chung của tỉnh. Và thứ hai là phải bố trí, trước mắt là bố trí cái nguồn lực sửa chữa cấp bách những cái trạm cấp nước bị hư hỏng do thiên tai vừa qua theo cái đề xuất của các huyện và ưu tiên cái nguồn hỗ trợ trung ương để khắc phục cái hậu quả thiên tai, để sửa chữa nâng cấp các cái hàng trăm cái công trình cấp thoát nước bị hư hỏng, đặc biệt ở ba cái huyện Hướng Hóa, Đa Ca Rông và Cam Lộ có một số cái công trình bị xuống cấp. Và cái giải pháp thứ ba nữa là đưa vào cái kế hoạch trung hạn 21-25 để tái khắc phục cái hậu quả, đặc biệt là các cái xã vùng núi. Và cái giải pháp thứ tư là đề xuất hội đồng ưu tiên bố trí cái vốn đối ứng đối với cái dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn bền vững và chống chịu với biến đổi khí hậu của Quảng Trị giai đoạn
2021-2025 để đủ cái điều kiện vay cái vốn VKB để cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn quốc gia thuộc các cái xã đang còn thiếu cái nước sạch. Và thứ năm nữa là hàng năm phải ưu tiên lồng ghép từ các cái chương trình như chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, rồi tuyên truyền, tập huấn, vận hành cái quy chuẩn sử dụng nước sạch vệ sinh nông thôn và đảm bảo cái an ninh nguồn nước phục vụ từ nay đến 2025 là phải phủ sóng tất cả các xã, thị trấn và các thôn bản đều có cái nước sạch theo cái chương trình này. Thì đấy là cái nhiệm vụ thứ tư để đảm bảo cái cấp nước sinh hoạt cho người dân trong cái thời gian đến. Và thứ năm là khôi phục sửa chữa hạ tầng thủy sản, đẩy mạnh nuôi cá nước ngọt và khai thác xa bờ vụ Bắc để bù đắp cái sản lượng tôm cá bị cuốn trôi. Và tổng cái nguồn vốn dự kiến cho cái thực hiện cái nhiệm vụ này là khoảng gần 60 tỷ được bố trí từ cái quyết định 1913 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai trong cái tháng 10 vừa rồi. Thì cái vấn đề thủy sản vừa rồi tôm cá các ao hồ nuôi bị cuốn sạch, cho nên bây giờ cũng phải có cái kế hoạch cụ thể chi tiết để hỗ trợ. Về lâu dài thì sẽ kết hợp và lồng ghép nhiều cái nguồn vốn để vừa khắc phục hậu quả thiên tai và đặc biệt là di dân tái định cư và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo cái hướng thích ứng về biến đổi khí hậu. Và hiện nay Ủy ban tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp hoàn thiện cái đề án về tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Và trong cái kết cấu hạ tầng để phát triển nông nghiệp bền vững thì phải gắn với xây dựng nông thôn mới. Và trong đó sẽ tiếp tục kiến nghị đề xuất với Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách trung ương, đồng thời tính toán bổ sung vào cái kế hoạch đầu tư công trung hạn cái nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và đẩy mạnh cái công tác xúc tiến vận động các cái dự án ODA đầu tư vào cái lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cái thứ ba là thực hiện cái chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch COVID-19. Đây cũng là cái nội dung được nhiều đại biểu quan tâm và kiến nghị. Thì ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, Ủy ban tỉnh đã phân công trách nhiệm rất là cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị triển khai kịp thời các cái chính sách hỗ trợ theo đúng cái quy định của Chính phủ tại Nghị định 41 và các cái quyết định 15 và quyết định 32 năm 2020. Và Ủy ban tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường cái công tác kiểm tra để kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn, những vướng mắc, đảm bảo cái chính sách của Chính phủ được thực thi theo đúng quy định và thiết thực hỗ trợ giúp cho người dân và doanh nghiệp vượt qua mọi cái khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh, nâng cao cái đời sống của nhân dân và đóng góp hiệu quả hơn nữa vào cái tăng trưởng của nền kinh tế. Cái nhiệm vụ thứ năm là nhiều đại biểu và cử tri bày tỏ cái lo ngại về cái tiến độ và kết quả triển khai thực hiện các cái dự án kêu gọi đầu tư trên cái địa bàn của tỉnh, nhất là 30 dự án khởi công nhân kỷ niệm 30 năm tái lập lại tỉnh. Thì vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn ý thức được cái trách nhiệm của mình và chia sẻ đồng cảm với cái tâm tư của đại biểu và nhân dân trong tỉnh về vấn đề này. Và Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tập trung để ra soát, phân tích, đánh giá những cái nguyên nhân chậm tiến độ để quyết liệt tháo gỡ những cái khó khăn, đồng viên, hỗ trợ để các cái doanh nghiệp và nhà đầu tư đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các cái dự án đang triển khai, những dự án đã được cấp chứng nhận chủ trương đầu tư, những dự án là đã được cấp đất, những dự án đang khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, rồi những dự án đang khó khăn vướng mắc về các cái thủ tục liên quan
thì vấn đề này sẽ quyết liệt để tháo gỡ khó khăn và chia sẻ động viên cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện cái dự án để sớm đưa vào hoạt động. Và bên cạnh đó thì cũng xem xét trong các cái trường hợp những cái dự án nào không đủ điều kiện để tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng cái quy định thì sẽ có những cái biện pháp xử lý dứt điểm theo cái tinh thần khẩn trương và nghiêm túc và đúng pháp luật. Thì vấn đề này Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự Ủy ban đã có cái báo cáo với Ban thường vụ tỉnh ủy và hiện nay cũng đang rà soát một số cái dự án, một số nhà đầu tư đã cấp từ năm 2017 đến năm 2020 và đã vượt qua cái thời hạn cho phép về khởi công về các cái thủ tục. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hiện nay chúng ta lựa chọn thì cũng rất là cân nhắc, rất là kỹ. Trước hết là phải chứng minh được năng lực tài chính. Thứ hai là phải chứng minh được năng lực sản xuất, kinh doanh và kinh nghiệm, rồi thị trường đầu vào, thị trường đầu ra, rồi hiệu quả sản xuất của các cái dự án có đem lại hiệu quả thiết thực, có sử dụng cái nguồn lực lao động của địa phương, có nộp ngân sách cho địa phương, và cái phát triển của doanh nghiệp, của nhà đầu tư phải gắn liền với địa phương và phải liên kết để tiêu thụ các cái sản phẩm và phải phát triển bền vững cả ba mặt về kinh tế, về xã hội, về môi trường thì chúng ta lựa chọn. Tuy nhiên trong thời gian vừa rồi cũng có một số nhà đầu tư tuy đã ký quỹ đầu tư nhưng cũng vừa dịch Covid các cái chuyên gia nước ngoài không vào được, rồi cái vận chuyển hàng hóa cũng như cái công tác huy động lực lượng để tập trung sản xuất cũng có cái khó khăn. Chúng ta cũng chia sẻ nhưng cũng có một số nhà đầu tư cũng chưa quyết tâm cao và đang còn mang cái tính hình thức, cho nên trong thời gian đến Ủy ban tỉnh sẽ kiên quyết có những cái giải pháp cụ thể có thể chấm dứt một số cái dự án để thu hồi, để kêu gọi nhà đầu tư khác hoặc chuyển mục đích các cái hoạt động sản xuất kinh doanh khác đáp ứng được cái yêu cầu cho phát triển kinh tế xã hội. Vấn đề thứ sáu, cũng có một số ý kiến là rất là quan tâm đến cái cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và PAPI về các cái cải cách hành chính của tỉnh để nâng cao hiệu quả vận động thu hút đầu tư. Thì Ủy ban nhân dân tỉnh xác định đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút ngày càng nhiều các dự án đầu tư để tạo ra cái xung lực mới, sức bật mới, tạo cái đột phá cho giai đoạn tới. Vì vậy đã có những cái giải pháp rất cụ thể để cải thiện thứ hạng các cái chỉ số này trên cái bảng xếp hạng quốc gia, gắn với việc xây dựng cái môi trường đầu tư kinh doanh phải thông thoáng, phải minh bạch và hấp dẫn hơn nữa. Và cùng tăng cường các cái hoạt động đối thoại, đồng hành với doanh nghiệp và kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện các cái thủ tục đầu tư và sản xuất kinh doanh và khắc phục nhanh những cái tồn tại hạn chế trong cái các cái lĩnh vực như thuê đất, rồi đầu tư, rồi xây dựng, phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường để đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các cái dự án có cái quy mô lớn. Vấn đề thứ bảy, một số ý kiến còn băn khoăn về các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đã đề ra cho năm 2021. Thì trong cái quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu và tính toán và cân nhắc rất kỹ lưỡng trong xây dựng hệ thống các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu trên cái cơ sở đánh giá đúng cái thực tiễn kết hợp với cái số liệu dự báo mang cái tính khoa học
và pháp lý qua cái số liệu của Tổng cục Thống kê và cái kết quả thực hiện của năm 2020, cái năm đầu mà nếu chúng ta đưa GRDP từ 6,5 đến 7% như vậy thì liệu có đạt không? Hay là không đạt được thì là cái năm đầu mà chúng ta đưa ra nó phải vừa phải. Thì cái này Ủy ban tỉnh đã rất là cân nhắc và đã có tổ chức các cái hội nghị cũng như cân nhắc rà soát và tham khảo ý kiến của một số ngành, số chuyên gia để làm sao đó xây dựng một cái kế hoạch nó vừa phải, nó phù hợp cái năm đầu để chúng ta tạo đà cho các cái năm tiếp theo. Cho nếu năm đầu mà những cái chỉ tiêu mà quan trọng mà chúng ta không hoàn thành thì những năm sau nó sẽ khó khăn, sẽ thành cái tiền lệ. Cho nên cái này cũng đã rất là cân nhắc. Cho nên rất mong rằng hội đồng thống nhất với ủy ban những cái chỉ tiêu quan trọng như vậy, đặc biệt là GRDP chúng ta đưa ra từ 6,5 đến 7 là vừa phải mà cũng phù hợp với trong khu vực và trong nước. Vấn đề thứ 8, một số đại biểu cũng băn khoăn việc đầu tư xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà. Thì như đại biểu Hà của thành phố Đông Hà có trao đổi thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phải khẳng định lại cái việc đầu tư xây dựng và phát triển Đông Hà đạt cái đô thị loại 2 là cái quan điểm xuyên suốt nhất quán của lãnh đạo tỉnh, là đấy trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của toàn tỉnh. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định rằng không có bất cứ một cái chủ trương hay chỉ đạo nào về cái việc dừng lại cái việc chỉnh trang thành phố Đông Hà, mà chỉ tạm thời vừa rồi có cái đoạn đường thì có cái tạm thời là xem xét tính toán lại cái phương án thực hiện một cái dự án cụ thể nhằm phát huy cái hiệu quả đầu tư cao nhất, thì có cái thay đổi như thế thôi. Và đặc biệt sau khi cái nghị quyết 71 của Hội đồng Nhân dân năm 20 về quy định về cái nguyên tắc rồi tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công và cái nguồn ngân sách địa phương cân đối theo cái tiêu chí của giai đoạn 21-25 được ban hành, thì cái số vốn đầu tư công trong cái cân đối thành phố Đông Hà có sụt giảm so với năm 16-20. Thì cái vừa rồi là cũng do cái đoàn thanh tra Bộ Tài chính cho rằng chúng ta áp dụng cái tiêu chí bổ sung nhằm hỗ trợ cho thành phố Đông Hà giai đoạn 16-20 là chưa đúng với cái quy định của chính phủ, cho nên năm 21-25 nó có giảm đi. Tuy nhiên cái mức vốn sụt giảm của năm năm này nó cũng rất là nhỏ bé, không đáng kể, chúng ta phải có những cái nguồn lực khác để bù đắp vào. Một số ý kiến cũng đề nghị Ủy ban tỉnh xem lại cái nghị quyết 29, cái việc giao đất của các cái công ty lâm nghiệp. Thì cái vấn đề này thì Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo rất là tích cực. Cái hiện trạng của ba cái công ty lâm nghiệp thì quản lý khoảng 20.600 hectare. Và cả ba công ty đã hoàn thiện cái đề án và đã ký cam kết ranh giới địa giới với các xã, các huyện sẽ giao về cho các địa phương là khoảng 6.000 hectare và để lại cả ba công ty khoảng 14.000 hectare. Thì tỷ lệ như vậy là đạt trên 30% theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối với công ty lâm nghiệp Đường Chín thì cũng đã giao được 50%, Triều Hải thì cũng đã giao được trên 50%, còn Bến Hải thì mới giao được khoảng 15-20%, nhưng mà chưa dứt điểm. Vấn đề này đại biểu Vĩnh Linh có cái ý kiến thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo và hoàn thiện các cái thủ tục liên quan để bàn giao sớm hơn trong cái thời gian đến. Một số ý kiến cũng đề tại sao năm 2019 thì độ che phủ trên 50%, năm 2021 thì đưa xuống 50% từ 49-50%. Thì vấn đề này Ủy ban tỉnh xin được giải trình. Vừa rồi chúng ta chuyển mục đích sử dụng rừng một số cho phát triển kinh tế xã hội, một số cái dự án, rồi là chuyển giao một số cái đất từ các cái công ty lâm nghiệp về cho các địa phương,
thì về giao cho người dân thì sẽ không tiếp tục trồng rừng nữa mà sẽ chuyển sang sản xuất nông nghiệp có cái giá trị cao hơn, cho nên nó có giảm sụt cái độ che phủ. Một là chuyển cho các cái dự án đầu tư phát triển các cái kinh tế xã hội khác, thứ hai là chuyển một số cái diện tích đất rừng về sản xuất nông nghiệp cho các địa phương để người dân thiếu đất theo nghị quyết 29, cho nên cái chỉ số nó có biến động. Tuy nhiên hàng năm hiện nay chúng ta trồng từ 7 đến 8 ngàn hecta, nhưng cái độ che phủ cũng chưa tính kịp, bởi vì tính độ che phủ khi rừng khép tán đã phải 3 năm trở lên khi để được đưa vào tính cái độ che phủ, cho nên chúng ta dự ở cái mức độ 49 đến 50, và sau 22 thì chúng ta sẽ lên khoảng 51% là vừa đẹp, vì mức bình quân chung của cả nước hiện nay 42, mà đối với chúng ta phát triển hài hòa như vậy thì cũng vừa phải. Cho nên là cũng xin giải thích lại cái chỉ tiêu cái độ che phủ nó có biến động như vậy. Vấn đề thứ 9, một số ý kiến đề xuất bố trí đầu tư xây dựng các cái công trình, dự án phục vụ nhu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực và địa phương. Thì đây là cái nhu cầu rất chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước rất là khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào cái cân đối và hỗ trợ của Trung ương. Do đó, việc cân đối giữa nhu cầu và khả năng luôn là bài toán khó. Có cái lời giải tối ưu trong cái đầu tư công trong tỉnh nhiều năm qua. Có những cái vấn đề không thể giải quyết trong cái ngắn hạn và không thể giải quyết một sớm một chiều, mà phải được cân nhắc, tính toán và cân đối trong trung và dài hạn để mà phân bổ cái nguồn lực một cách hợp lý, và phải ưu tiên các cái thứ tự, nguyên tắc, tiêu chí cũng như những cái vấn đề cấp bách cần thiết. Vấn đề này Ủy ban tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu để chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư các ngành xây dựng trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cái kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đảm bảo cái sự cân đối hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương và lãnh thổ nó phù hợp với cái khả năng nguồn lực được giao cũng như cái khả năng nguồn lực nội tại của chúng ta. Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại cái kỳ họp này cũng có rất nhiều cái vấn đề được các đại biểu đề cập, thảo luận và kiến nghị, nhưng do cái thời gian có hạn nên Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng xin báo cáo tiếp thu giải trình một số cái vấn đề quan trọng được nhiều đại biểu hội đồng và cử tri quan tâm. Các cái vấn đề khác Ủy ban sẽ giao cho các cái cơ quan chuyên môn nghiên cứu tiếp thu một cách nghiêm túc với cái tinh thần cầu thị để xem xét giải quyết kịp thời và đúng quy định. Nhân kỳ họp cuối năm, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo sâu sắc, toàn diện của tỉnh ủy, sự phối hợp, giám sát của Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri trong toàn tỉnh đã phối hợp, phản biện và giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể và nhân dân. Sự cố gắng, nỗ lực và ủng hộ đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, thực hiện hoàn thành các cái nhiệm vụ của năm 2020. Chúng tôi cũng ý thức được rằng trong quá trình chỉ đạo, điều hành cũng còn nhiều cái bất cập, khiếm khuyết mà kỳ họp này các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri đã chỉ ra trong hai ngày qua. Một lần nữa, chúng tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp đó và sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các cái giải pháp để thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra, đáp ứng cái kỳ vọng của nhân dân tỉnh nhà. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe.